Xin chào mọi người nha. Chào mọi người coi mấy cái con ấu trùng rùa đen đen thương phẩm nè. Đây. Đó. Năng bã đậu hoặc là chuối hoặc là xoài đều được nha bò con. Đây. Này sau khi mà mình cho nó ra măng măng lớn á thì mình sẽ đổ thức ăn xuống trước nha, rồi mình rắc đều cái con non lên ha. Đó, mọi người. Cái này á để mà mình thu hoạch được cái con sau này á nó khô khô á thì mọi người dòng đóng nó lên giống như cái núi á, xong rồi nó sẽ cái con sau thì nó sẽ rút xuống dưới rồi mình sẽ gạn cái phần ở trên ha. Cái phân thì mình lọc cái phần ở trên. Còn nếu mà ướt ướt sệt sệt á thì mọi người có thể mang đi rửa để lấy cái con sau ha. Và một điều Út rất lưu ý bà con mình là thời gian vừa rồi bà con mình hỏi rất là nhiều về cái vấn đề là cái sau á mà cho nó xử lý phân gà hay là phân vịt rồi lấy cho gà vịt ăn lại được không, thì ở trại Út tuyệt đối không có sử dụng như vậy nha mọi người. Thí dụ để lên giống á thì Út có thể là lấy cái đó để nuôi tiếp cho nó bự rồi lên giống bổ mẹ thì được, nhưng mà không có lấy cái ấu trùng mà đã ăn phân gà hay là bất kỳ cái loại phân gì để cho vật nuôi ăn lại nha. Tại vì như vậy thì rất dễ bị nhiễm khuẩn chéo, với lại là trong phân nó hay có cái giống như là khuẩn E. coli rồi mấy cái chủng dễ gánh đến ảnh hưởng tới gà hay là vịt nha. Bởi vậy là Út không có sử dụng cái biện pháp là cho ăn phân xong rồi lấy cái con ấu trùng đó cho vật nuôi mình ăn lại, thì mọi người không nên làm như vậy nha. Và thứ hai là cái con ấu trùng này khi mà nó tầm cỡ chừng 15 đến 20 ngày tuổi thì mình có thể cho gà mình ăn được rồi, không cần phải đợi là lớn lớn đâu, không cần phải đợi lớn mới 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 bóc cho gà ăn mọi người. Và chỉ giống như là gà hay là vịt hay chim trĩ thì mình chỉ cho ăn buổi sáng hoặc là buổi trưa, không ăn buổi chiều chiều nha mọi người, không ăn buổi chiều, tại vì cái này hàm lượng đạm rất là cao, cho nên là mình không có cho ăn buổi chiều, tại vì thời gian đó thì cái con vật nuôi của mình nó đã chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, ít vận động lại, mà cái này là đạm sống cho nên là mình chỉ cho ăn buổi sáng buổi trưa thôi để nó có thể vận động rồi nó hấp thụ hết những cái dinh dưỡng ở trong cái con ấu trùng rùa đen đen này nha. Thì ở bên trại Út vẫn vận chuyển cho bà con mình máy ấp trứng, men, mực rỉ đường hay là đạm thủy phân qua số điện thoại là 0976629090 hoặc là 0769990309 nha. Đây, mà mực rỉ đường thì Út có thể vận chuyển đi can 30 kg đi xa được rồi mọi người. Bà con nào mà cần thì chuyển khoản trước rồi Út gửi đi ha. Tất cả hàng nặng, hàng công kênh, hàng sống ở bên trại Út đều chuyển cọc trước rồi Út hỗ trợ gửi đi cho bà con mình nha. Bà con mình yên tâm ha. Số điện thoại liên hệ với trại Út để đặt hàng là 0976629090 hoặc là 0769990309 nha. Người thấy mấy cái con này nó u na u nừng không? Đấy. Và mọi người biết không, mấy cái con này nó ăn sệt 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 á thì nó sẽ lớn, còn không có cho ăn cám gạo nha. Không biết mọi người nuôi sao chứ Út nuôi mấy lần cho ăn cám gạo nó không có lớn mà nhiều con nó chết nữa. Cho nên là Út tuyệt đối không đưa cám gạo vô trong quá trình chăn nuôi ha. Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh nông trại của Út để ủng hộ Út ra nhiều video cho bà.